Xin chào đi. Xin chào, mình là gì? Tony đây. Mình là Tony, còn mẹ mình. Mẹ mình đâu? Ba. Đây à? Ba. Hôm nay mình đi tiêm ở đâu nhỉ? Ba. Ở đâu? Ba. Nhưng mà mình bị đau ở chỗ nào? Tay đâu? Mình bị tiêm ở đây này. Và bị tiêm ở cái đùi này này. Mình có khóc không? Mình khóc như thế nào? Nào bây giờ chu mỏ đây rồi. Cười. Chu mỏ như thế nào? Bây giờ tôi đi làm gì nhỉ? Tôi đi gọi Thạch Sùng đi. Phải gọi Thạch Sùng đi. Chu mỏ che. À bây giờ Tony ngủ khó như thế nào nhỉ? Nào đi xuống. Ủa? Hello?